Xin chào các em, rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em trong lớp học văn của trang web olm.vn Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được tình yêu da diết nơi quê hương, nơi chôn giấu nhiều kỷ niệm thấm đẫm trong từng hình ảnh mà tác giả đã giới thiệu. Nơi ấy như một hòn ngọc mát xanh giữa bao la sóng nước, chiếm trọn tâm tình của người xa quê. Hôm nay, Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phân tích những câu thơ tiếp theo. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, hãy cùng với cô thực hiện bài tập sau đây nhé. Trong 6 câu thơ tiếp theo, tác giả đã khắc họa hình ảnh làng chài trong cảnh đoàn thiền ra khơi. Vẻ đẹp ấy được khơi gợi như thế nào? Hãy cùng cô đọc lại đoạn thơ sau đây nhé. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang cánh buồm dương to như mảnh hồn làng Rướng thân trắng bao la thâu góp gió trong nỗi nhớ của chàng trai xa quê cảnh đoàn thuyền ra khơi được khắc họa trong nền bức tranh thiên nhiên thật đẹp khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng theo các em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để vẽ nên bức tranh biển cả trong nắng sớm có thể thấy nhà thơ sử dụng phép liệt kê với các hình ảnh trời gió nắng kết hợp với tính từ trong nhẹ hồng để vẽ bức tranh thiên nhiên bằng ngôn từ một bức tranh với bầu trời trong xanh gió thổi nhẹ được điểm xuyết bằng màu hồng của nắng sớm lời thơ như có nhạc có họa có tiếng sóng tiếng gió câu thơ mở ra không gian bát ngát trong sáng màu sắc rạng rỡ của biển khơi lúc bình minh các em có biết vì sao nhà thơ tế hanh lại miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi trong không gian tươi đẹp như vậy không các em ạ à, chỉ những người làm nghề chài lưới mới thấy hết được tầm quan trọng thiết yếu của những ngày biển đẹp bởi điều đó không chỉ báo hiệu một chuyến ra khơi bình yên mà còn hứa hẹn những mẻ lưới bội thu trời trong gió nhẹ là mong ước của những người dân làng chài làm nghề đánh cá trên biển đó cũng là mong ước của nhà thơ tế hanh dành cho làng chài của mình bức tranh tươi sáng về làng chài trong nỗi nhớ của tác giả còn được gợi tả bằng hình ảnh người dân chài ra khơi đánh cá hình ảnh thơ dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá là nét vẽ người dân quê biển để miêu tả những chàng trai của làng chài nhà thơ đã sử dụng từ loại nào từ lấy gợi hình trai tráng đã được nhà thơ sử dụng trong câu thơ để miêu tả hình ảnh của những người dân miền biển trong nỗi nhớ của mình tế hanh như nhìn thấy những con người của làng chài giỏi nghề biển thân hình vạm vỡ ngực căng đầy da sạm nắng đang háo hức ra khơi họ mang vẻ đẹp khỏe khắn vạm vỡ căng tràn sức lực trong không gian trời nước bao la thời tiết hứa hẹn chuyến ra khơi thành công của những chàng trai khỏe đẹp ấy tiếp tục nét vẽ bằng hình ảnh đoàn thuyền ra khơi nhà thơ lựa chọn hình ảnh con thuyền và cánh buồm đây là những hình ảnh đặc trưng cho công cụ lao động của người làm nghề chài lưới chúng ta cùng ngắm nhìn con thuyền trong thơ của thế hanh nhé chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang miêu tả hình ảnh những con thuyền ra khơi đánh cá nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào các em à để gợi tả hình ảnh đoàn thuyền ra khơi nhà thơ sử dụng nghệ thuật so sánh chiếc thuyền được so sánh với con tuấn mã kết hợp biện pháp tu từ nhân hóa thông qua các động từ mạnh như phăng mạnh mẽ vượt và tính từ hăng với những biện pháp nghệ thuật này, nhà thơ đã diễn tả tốc độ ra khơi cũng như ca ngợi vẻ đẹp dũng mãnh của con thuyền đang băng băng lướt sóng ra khơi. Những hình ảnh thơ này không chỉ diễn tả sức mạnh của con thuyền mà với tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương, nhà thơ còn ngợi ca, diễn tả khí thế lao động hăng say, sức mạnh khỏe khoắn của người dân chài vững tay chèo đưa con thuyền lướt sóng ra khơi đánh cá hình ảnh con thuyền gắn với cụm từ vượt trường gian mở ra trước mắt người đọc một không gian bao la rộng lớn của biển khơi trong không gian ấy con thuyền mạnh mẽ vượt trường gian thể hiện tư thế làm chủ của người dân chài trước biển đây cũng là vẻ đẹp của con người lao động trong công cuộc chinh chiến chinh phục biển khơi làm giàu cho tổ quốc đã được nhiều nhà thơ khắc họa trong chính những tác phẩm của mình Cùng với hình ảnh con thuyền, cánh bươm cũng là một nét vẽ làm nên bức tranh làng chài của thơ Tế Hanh. Nhà thơ đã so sánh cánh bươm là cái cụ thể hữu hình, với mảnh hồn làng là cái trừu tượng vô hình. Vậy dòng nào sau đây nói đúng về hình ảnh mảnh hồn làng được tác giả sử dụng ở câu thơ trên? Hồn làng tức là linh hồn, là nét riêng sâu thẳm linh thiêng của quê hương, của làng chài mà nhà thơ cảm nhận qua một cánh bươm dương với đời thơ tế hanh mảnh hồn làng này ẩn chứa nhiều tình cảm gia đình của làng xóm thân thuộc với những người dân làng chài cần cù chịu thương chịu khó cánh buồm ra khơi mang theo những nỗi lo toan cùng niềm tin yêu hy vọng của bao người như vậy bằng phép so sánh cánh buồm vừa có hình vừa có hồn trở thành biểu tượng của làng chài thân thương cánh buồm bình dị trở nên thiêng liêng đến lạ kỳ trong nỗi nhớ của tế hanh để gợi tả hình ảnh cánh buồm trong gió biển. Nhà thơ sử dụng hình ảnh thơ, rướng thân trắng cũng vô cùng gợi cảm. Hình ảnh ấy gợi sự trong sáng, vẻ thuần khiết của cánh buồm và cũng là của mảnh hồn làng. Không chỉ vậy, cánh buồm, rướng thân trắng để bao la, thâu góc gió của đại dương và biển cả còn thể hiện niềm khao khát chinh phục biển cả của con người. Qua hình ảnh cánh buồm tuyệt đẹp, Tế Hanh đã thể hiện tâm hồn khoáng đạt của người dân làng chài. Đây là hình ảnh được cảm nhận qua tâm hồn của một người con đang hướng về quê hương với tình cảm thiêng liêng sâu nặng nhất. Như vậy, từ nỗi nhớ của người con xa quê đau đáu hướng về quê hương, nhà thơ Tế Hanh đã giới thiệu làng quê và vẽ bức tranh bằng ngôn từ về quê hương của mình vẻ đẹp của làng chài trong cảnh ra khơi đánh cá được nhà thơ tế hanh gợi tả bằng hình ảnh buổi sớm mai tươi sáng trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ấy những người dân chài khỏe đẹp hào hứng ra khơi cùng con thuyền cánh buồm dũng mãnh làm chủ biển khơi đã làm nên bức tranh lao động đầy sức sống của người dân vùng biển ta cảm nhận được rất rõ tình yêu niềm tự hào của nhà thơ khi viết về làng chài ven biển của ông trong nỗi nhớ ấy cảnh làng chài đón thuyền trở về tiếp tục được nhà thơ gợi tả bằng niềm yêu thương da diết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp trong đoạn thơ tiếp theo của bài nhé phần thứ nhất của bài học về tác phẩm quê hương của tác giả tế hanh đến đây là hết cảm ơn các em đã tham gia vào bài học hẹn gặp lại các em vào những video tiếp theo nhé